biển Quang Lang thuộc xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, nằm ngay cạnh cửa sông Diêm Hộ, một nhánh nhỏ của sông Hồng, cách Hà Nội khoảng 140 km. Đây là vùng biển hoang sơ, vốn là nơi săn bắt hải sản của người dân địa phương. Vài năm trở lại đây, bờ biển Quang Lang thu hút giới nhiếp ảnh gia và du khách bởi cảnh đẹp kỳ ảo, lôi cuốn trong sớm bình minh. Biển Quang Lang không sở hữu bờ cát trắng, không có mặt biển trong xanh hay những con sóng lớn, mà mang nét bình yên, hoang sơ, với bãi cát bồi màu nâu sậm, phẳng và trải dài bất tận. Sớm bình minh, khi nước cạn, mặt biển tráng một lớp nước mỏng, chỉ xâm xấp mắt cá chân. Quang Lang trông như một tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời, cảnh vật. Để săn biển vô cực phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết, từ tháng 3 tới đầu tháng 9. Nhiều ngày trong tháng có mực nước biển thấp, phù hợp để du khách và nhiếp ảnh gia tới chiêm ngưỡng cảnh vô cực. Thời điểm chụp ảnh đẹp nhất là khi bình minh vào khoảng 5 giờ 20 phút sáng, khi mặt trời dần ló dạng từ phía chân trời, to, đỏ, dáng mây hồng.